Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì em lại lên sóng cho tất cả quý anh chị cái bảng báo giá chi tiết nhất tất cả những sản phẩm đang có mặt tại Auto88 bên em. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Đó, tất cả những cái xe này thì em đang đều để giá rất rất tốt. Đó, và giá ở trên chỉ là giá em giao thôi. Còn khi anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, em vẫn fix giá tụt quần cho mọi người. Em sẽ đi chiếc xe đầu tiên muốn gửi tới mọi người, đây là chiếc Honda Ra phiên bản 1.5 RS, sản xuất và đăng ký năm 2018, xe biển gốc thành phố một chủ từ đầu. Đó, chạy 7 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng, đã độ full body kit lên ạ, xe thì đã lên ghế da luôn rồi anh chị nhá. Chiếc này thì em đang chào bán với một mức giá vô cùng yêu thương là 485 triệu đồng. Biển gốc thành phố nghĩa là mặc định sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển ạ. Tiếp theo, đây là chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium tùy chọn cao cấp, sản xuất và đăng ký năm 2022. Điều đặc biệt là chiếc xe này mới chỉ chạy 200 km thôi, và chiếc xe này thì anh chị biết là em cũng để khá lâu rồi, tầm này cũng cắt lỗ thôi. Và em chào là 915 triệu đồng, quá quá rẻ luôn anh chị nhá. Không khác gì một chiếc xe mới cả. 915 triệu đồng cho chiếc Mazda 6 phiên bản tùy chọn cao cấp 2022. Đó, xe được trang bị radar phanh khoảng cách này, mâm 19 này, rèm điện này. Đó. Bên cạnh đây em có chiếc Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport phiên bản một cầu máy dầu số tự động, sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe thì biển thành phố, chạy 9.000 km anh chị nhé. Giá mới chưa lăn bánh là 1 tỷ 115 triệu, nhưng em Thái Hòa chỉ chào bán với giá 1 tỷ 089 triệu đồng. Xe hồ sơ sẵn cầm tay. Ở góc bên này thì em có chiếc Kia Sedona phiên bản 2.2 phun dầu, sản xuất năm 2020 và đăng ký năm 2021. Xe một chủ từ đầu, mang biển số quốc tỉnh, chạy hơn 4 vạn km anh chị nhé. Chiếc này thì em đang chào bán là 1 tỷ 115 triệu đồng. Hôm nay thì hơi đặc biệt là em sẽ đi em lại bắt đầu đi từ ngoài thôi. Em sẽ đi ở trong trước anh chị nhá, em xin lỗi anh chị tại vì ở ngoài nó hơi ngược cái xe. Ở bên cạnh đây em có chiếc VinFast Lux SA phiên bản Premium phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2019. Xe một chủ từ đầu, tên công ty, mang biển số gốc tỉnh. Đó, chiếc này thì em đang chào bán rất yêu thương 979 triệu đồng. Xe màu đen, nội thất da bò. Ở bên cạnh đây nữa em có chiếc Ford Explorer, đó, phiên bản 2.3 Limited, sản xuất và đăng ký năm 2017, xe sẵn biển Hà Nội, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng, vừa bảo dưỡng hết hơn 60 triệu tiền đồ và thay giả lốp mới tinh anh chị nhé. Chiếc này thì em đang bán với giá rẻ nhất trên Hà Nội 1 tỷ 259 triệu đồng. Đó, hôm nay em hạ thêm 10 triệu so với hôm nọ. 1 tỷ 259 triệu đồng anh chị đã có thể sở hữu chiếc Ford Explorer 2017 bản full rồi. Bên cạnh đây em có chiếc Honda CR-V phiên bản 1.5L nhập khẩu, sản xuất và đăng ký năm 2018. Đó, xe biển thành phố một chủ từ đầu, chạy 4 vạn km. Bản L nhập khẩu này em thấy đi nó vẫn có một cái gì đó khác bản lắp ráp đúng không ạ? Chiếc này thì em đang chào bán là 889 triệu đồng. 889 triệu đồng. Ở ngoài cùng đây, em vừa về chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Premium, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, mang biển số quốc tỉnh, chạy 1,5 vạn. Chiếc này thì em đang chào bán là 845 triệu đồng, giá quá rẻ luôn mọi người nhá. Bên này cũng là một mẫu xe em Thái Hòa vừa cập bến. Đây là chiếc Kia Sorento phiên bản phun dầu cao cấp nhất, Signature Premium bản 7 chỗ, xe biển thành phố một chủ từ đầu, chạy 1 vạn km. Đó, lốp láp mới kinh khủng luôn anh chị nhá. Chiếc này thì em đang bán với một mức giá cũng rẻ nhất trên thị trường là 1 tỷ 219 triệu đồng. Tiếp đến lại là một dàn Peugeot quen thuộc của nhà em. Đây là chiếc Peugeot 3008 phiên bản AL, sản xuất và đăng ký năm 2021, form mới, xe một chủ từ đầu, chạy hơn 2 vạn, biển gốc tỉnh anh chị nhá. Chiếc này thì là bản giữa bản Aurora đấy ạ. Em đang chào bán một mức giá cũng rẻ nhất thị trường, 1 tỷ 099 triệu đồng. Tiếp đến đây là chiếc Hyundai Santa Fe, sẵn biển Hà Nội, biển rất là đẹp, bản phun dầu cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2020, xe một chủ từ đầu, chạy hơn 5 vạn km. Bản Premium đấy ạ, bản phun dầu cao cấp, hai cầu. Chiếc này thì em đang chào bán là 1 tỷ 115 triệu đồng. Ở bên cạnh đây em có chiếc Peugeot 3008 phiên bản Aurora, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe chạy 9.000 km, sẵn biển Hà Nội, một chủ từ đầu, tên cá nhân. Chiếc này thì em đang chào bán là 999 triệu đồng.
Ở góc trong cùng đây em có chiếc Ford Escape phiên bản XLS, một cầu số tự động, máy xăng. Đó sản xuất và đăng ký năm 2010, chạy 10 vạn km. Em đã bảo dưỡng hết hơn 20 triệu tiền đồ. Anh chị đi check thoải mái, bỏ hơn 300 triệu ra đi xe số tự động, đời cũng chưa phải là sâu quá đúng không ạ? Cái form này thì cũng chưa bị quê quá đâu. Em đang chào bán là 315 triệu đồng. Tiếp đến em có chiếc Peugeot 2008 phiên bản Active, sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe chạy 1,8 vạn mang biển số gốc tỉnh. Đó giá mới trong hãng vừa tăng lên 809 triệu nhưng em Thái Hòa chỉ bán với giá 765 triệu đồng. Đó. Tiếp đến ở đây em có chiếc Peugeot 5008 phiên bản Euro, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe một chủ từ đầu, chạy 3,2 vạn mang biển số gốc thành phố. Bản Euro của cái form này thì xe vẫn được trang bị loa focal và ghế massage, nhưng ở trên form mới đã bị cắt toàn bộ rồi. Chiếc xe này em đang chào bán với giá là 1 tỷ 045 triệu đồng. Xe cũng sẵn hồ sơ cầm tay. Ở bên cạnh đây em có chiếc 3008 phiên bản GT, sản xuất và đăng ký năm tháng 12 năm 2021. Xe một chủ từ đầu, chạy hơn 8.000. Xe cũng sẵn hồ sơ cầm tay mọi người nhé. Chiếc này thì em đang chào bán với một mức giá rẻ nhất trên thị trường, 1 tỷ 199 triệu đồng. Mặc dù là một giá mới lăn bánh là trên 1 tỷ 4 anh chị nhé, nhưng em thấy Hoàng chỉ bán dưới 1 tỷ 2 thôi. Đó, cái bản GT này thì được trang bị rất là nhiều option. Ví dụ như là kính hai lớp này, da Habana này, trần nhung này. Đó, rồi là nói chung là rất là nhiều những cái option khác. Loa focal rồi đá cốp đúng không ạ? 1 tỷ 199 triệu đồng. Chiếc xe cuối cùng ở cửa hàng em đây là chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT Line, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe sẵn biển Hà Nội, chạy 9.000 km. Chiếc này thì em đang chào bán với một mức giá cũng cực kỳ yêu thương, đó là 865 triệu đồng. Đó, tất cả giá trên em nhắc lại chỉ là giá em giao thôi. Còn khi anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, em vẫn để giá tốt nhất cho anh chị. Đó, chỉ mong quý anh chị đến và anh em, chị em mình gặp được với nhau, đó là một cái duyên rồi đúng không ạ? Rất là mong mọi người sẽ ủng hộ em Thái Hòa để một cái Tết nó có bánh chưng nhiều thịt đúng không ạ? Anh chị có nhu cầu mua xe hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.